Tao cảnh cáo mày đấy nhá. Mày đừng tưởng mày là bạn tao, mày thích nói gì thì nói. Ừ thì tao lợi dụng, tao đào mỏ đây thì sao? Anh là người yêu tao chứ không phải người yêu mày. Thì vấn đề là tao đang không biết. Nếu như ông Hoàng ấy mà biết, ông có để yên cho mày không? Anh ấy yêu tao, chiều chuộng tao, tự động đưa tiền cho tao xài đã làm sao. Thậm chí nhá, nửa năm yêu nhau ấy, tao còn không cho ông ấy ngồi gần mà ông vẫn còn nguyện sống chết vì tao đấy. Mày ghen à? Mày hâm à? Ghen cái gì? Chẳng hiểu ông Hoàng ông nghĩ cái gì nữa. Thì phải chấp nhận thôi. Ai bảo là mồm miệng ông ấy cứ khắm như mắm tôm ấy. Chẳng qua có tiền đắp vào thì tao cố mà hẹn hò cho vui thôi. Tao không ngờ mày lại kinh khủng như thế Linh ạ. Thôi được rồi, từ giờ tao mặc kệ mày. Sau này mà có chuyện gì thì đừng có kêu với tao. Nói được thì làm được đấy nhá. Mày đừng tưởng là tao không biết mày ghen ăn tức ở, tơ tưởi đến anh Hoàng. Tao cảnh cáo mày đấy, tao sẽ không để yên đâu. Đừng tưởng ai cũng như mày. Đúng là cái đồ đạo đức giả. Linh à. Hai người có chuyện gì à? Thôi, anh không phải để ý loại người đấy đâu. Đạo đức giả lắm, em không chịu nổi á. Vừa cho một bài học đấy. Anh thấy Trang hiền mà, tốt bụng nữa. Em đừng có đánh đá như thế, không lại mất tình bạn của nhau đấy. Anh làm sao biết được là nó là loại người như thế nào? Mà em có muốn chơi với nó đâu. Tự nó đi mới làm bạn. Mà thật chất ấy là chỉ để lợi dụng em thôi. Thôi, đừng để nó làm mình mất vui nữa. Đây, em có mấy cái này định mua này. Anh cho giúp em nhá. À, đây, anh đeo cái này vào đi. Cái này là em đặc biệt mua cho anh đấy. Có cái này rồi á, từ nay chúng ta gần nhau sẽ không phải ngại nữa. Linh, anh muốn nói với em một điều. Chúng mình chia tay đi. Anh... Cái gì? Anh điên à? Sao tự nhiên lại chia tay? Chúng mình yêu nhau nửa năm rồi. Mà cứ mỗi lần gần em, anh không thể... Anh nghĩ em xứng đáng yêu một người tốt hơn. Yêu anh thấy em thiệt thòi. Không, em có thấy thiệt thòi đâu. Em thấy như này tốt mà. Nhưng đây chỉ là dừng lại ở yêu đương thôi. Sau này chúng ta không kết hôn nữa. Anh không đủ tự tin. Anh không đủ tự tin? Hay là anh thích con nào khác rồi đúng không? Không, không phải như thế đâu. Tại mỗi lần gần gũi nhau, Anh toàn phải đeo khẩu trang thôi. Anh thấy chẳng có ai yêu nhau như vậy cả. Vậy anh muốn gì? Anh muốn bỏ em đúng không? Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Vậy mà tôi còn muốn cưới anh đấy. Không. Hay là anh có con nào anh nói thẳng đi. Không, ý của anh... Thôi được rồi, 3 hôm nữa em sẽ dẫn anh về ra mắt mẹ em, như thế được chưa? Tức là chuyện gần gũi anh, em không ngại chứ? Chết tiệt, đánh răng 4 lần rồi vẫn chưa hết buồn nôn. Miệng gì hôi như cú, hôn mới chả hít. Không vì anh ngu lại có đống tiền thì... Thôi, bây giờ tôi cũng nói luôn nhá. Cậu muốn cưới con gái tôi thì sính lễ phải là một căn nhà. Mà căn nhà đó là phải mang tên cái Linh. Dạ. À, sao cậu phải ngạc nhiên? Chẳng lẽ gia đình nhà tôi không có quyền thách cưới à? À, không, ý cháu không phải như vậy. Nhưng mà... Ui. Gớm. Miệng cậu hôi như thế. Con gái thôi thì xinh đẹp giỏi giang. Nó chịu đựng cậu đến nửa năm nay rồi. Đòi một căn nhà bây giờ tôi còn thấy hớ đây này. Thưa bác, ý cháu không phải như thế. Nhà thì cháu cũng đã có rồi. Bây giờ lấy về thì sẽ ở chung với nhau. Không cần thiết phải mua nhà riêng đâu ạ. Cậu thử nghĩ xem, tại sao đến giờ mà cậu vẫn chưa có ai yêu? Giờ con Linh nó chịu cưới cho, nó còn tiếc của. Bác, cháu không tiếc của, nhưng mà cháu thấy thực sự không cần thiết. Với lại việc mua nhà riêng cháu thấy không dễ dàng gì ạ. Thôi, băn khoăn vậy là tôi biết cậu không yêu thương gì con gái tôi rồi. Lúc nào cũng tỏ ra là đại gia, là tỷ phú, không khéo cũng chỉ là cây mắc lừa đảo ấy chứ. Thưa bác, cháu không lừa đảo ai. Cháu cũng không tưởng cháu là đại gia đâu ạ. Nhà cháu ở quê khá giả hơn nhà người khác một chút thôi. Và cháu cũng... Ôi dồi ôi, miệng cậu hôi mà cậu nói nhiều thế. Ô nhiễm không khí đấy. Chắc là ở quê
cậu ăn nhiều thứ bẩn thỉu quá nên miệng mới thế đấy. Bác, cháu hy vọng rằng bác vẫn có thể tôn trọng cháu dù bác không đồng ý cho cháu cưới Linh ấy nữa đấy. Đây đây đấy, mày nghe rõ chưa? Bảo đưa tiền thì băn khoăn, mới có mấy câu thôi mà đã nổi khùng nổi điên lên rồi. Này, bây giờ mày có đồng ý lấy nữa không? Anh nghe mẹ đi, mẹ nói đúng chứ còn gì nữa. Em nói gì cơ? Linh, anh đến đây không phải để nghe mẹ em xúc phạm anh đâu. Thôi, nếu cậu cảm thấy cậu cao giá quá thì mời cậu về. Con gái tôi có chết già tôi cũng không gả cho cái loại cậu đâu. Miệng nói ra một cái là người ở bên cạnh phát buồn nôn nên tình chết thì được ấy. Khiếp. Thôi mời cậu về đi, cho đỡ không khí nhà tôi nó bị ô nhiễm. Về. Này, anh đi đâu đấy? Vừa nãy đòi cưới, giờ lại bỏ đi à? Anh xin lỗi, anh đúng là có khiếm khuyết thật. Nhưng anh sang đây không phải để mẹ em sỉ nhục anh đâu. Ai sỉ nhục anh? Nếu anh không giàu có thì cũng không có chuyện em hẹn hò anh suốt 6 tháng đâu. Bây giờ lấy nhau về còn phải ở chung, ngày ngày phải đeo khẩu trang, ngủ qua đêm luôn. Em thấy một căn nhà còn là rẻ đấy. Thì ra là vậy. Bây giờ em lật mặt anh đúng không? Được, chúng ta chia tay đi. Thối như nước cống ấy mà đòi lấy vợ, mà nó thèm lấy. Chào anh Hoàng. Anh không cần phải làm như vậy đâu. Mà hình như anh có chuyện gì à? Ừ. Tôi... Tôi và Linh đã chia tay rồi. Cô ấy chê tôi hôi thối. Cô Trang cũng nên tránh ra đi, nếu không thì... Không sao đâu, anh không cần phải ngại đâu. Bình thường tôi thấy anh cũng ngại giao tiếp với mọi người trong công ty. Thế nên tôi đã có một bảo bối cho anh. Đây là sản phẩm xịt thơm miệng Thảo Mộc 37, có tác dụng diệt khuẩn, kháng khuẩn trong khoang miệng, loại bỏ mùi hôi hiệu quả với các thành phần thiên nhiên, lại còn là dạng xịt tiêu siêu nhỏ, tác động trực tiếp vào hơi thở, giúp người dùng tự tin hơn trong giao tiếp. Có hai mùi hương cho anh Hoàng lựa chọn là mùi dâu tây và mùi bạc hà. Anh dùng thử đi. Cảm ơn Trang. Thế mà tôi không biết đến sản phẩm sớm hơn. Từ giờ tôi sẽ mang nó cạnh mình như là một bảo bối. Vậy chuyện của anh và Linh... Thật ra thì tôi và Linh chia tay không chỉ vì lý do này. Cô ấy đã thú nhận cô yêu tôi vì tiền. Anh Hoàng, anh phải cứu lấy em đi. Hai người đấy làm gì? Em... Tại sao anh lại khóa thẻ vào? Anh đã nói là cho em số tiền đấy cơ mà. Bây giờ anh khóa thẻ rồi, người ta đuổi đánh em mất cả nhà rồi. Anh nhất định phải cứu lấy em, anh mở thẻ cho em được không? Đúng đấy, cậu với cái Linh yêu nhau như thế, bây giờ nó chẳng biết trông cậy vào ai đâu. Cậu nhất định phải cứu chúng tôi, phải giúp chúng tôi đi. Hai người nói chuyện buồn cười nhở? Bị đuổi đánh lú rồi à? Mà chính bà bảo bà sẽ không bao giờ gả con gái cho tôi cơ mà. Em không biết, vì anh khóa thẻ đấy em mới ra nông nỗi này. Anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh Hoàng ơi, em đến lấy tài liệu. Hai người... Mày... Thì ra chính là mày giở trò đúng không? Tao đã cảnh cáo mày là phải tránh xa anh ấy rồi. Mày vẫn còn léng phéng, châm chọc để anh bỏ tao à? Cô nói cái gì đấy? Tôi chưa thấy người nào trơ trẽ như cô đâu. Cô mở miệng ra chê bai, sỉ nhục tôi cơ mà. Sao bây giờ đến đây ăn vạ gì? Anh vì cô ta. Chắc chắn là hai người léng phéng với nhau lâu rồi đúng không? Đúng. Bỏ ra thanh cao sĩ diện, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để chia tay đúng không? Giờ thì lòi cái mặt chuột ra rồi nhá. Bỏ người ta xong rồi lại đòi quà. Tại sao lại không được đòi lại? Đấy là tiền của anh ấy. Lúc còn đang yêu nhau thì các người tìm mọi cách để moi tiền của anh ấy. Bây giờ chia tay rồi vẫn cố để moi thêm. Mẹ con hai người mặt dày thật đấy. Nhưng dù sao thì tiền đấy cũng là tiền anh tự nguyện đưa tao, không phải là tiền của mày. Mày không có tư cách gì để xen vào cả.
đúng là cái loại bạn bè khốn nạn. Thấy con gái tao có người yêu giàu có lại châm chọc vào, tính cướp chứ. Châm chọc hay không thì anh Hoàng biết, mà mẹ con các người cũng biết rõ. Chơi bời, bài bạc đến mức phải cắm nhà. Đã thế lại còn đòi sinh lễ là hẳn một căn hộ mang tên cô ta. Mày... Bây giờ anh Hoàng không còn chu cấp tiền cho cô nữa, khóa thẻ rồi, không có tiền để tiêu xài, vỡ nợ, bị xiết nhà, bị đuổi đánh cô mới chạy đến đây đúng không? Mày... Chính mày đã nói như thế với anh Hoàng đúng không? Hôm nay tao phải cho mày một trận. Cô làm cái gì đấy? À, tôi với cô đã chia tay rồi, tôi không bao giờ muốn nhìn đến mặt cô nữa. Anh đừng nghe con khốn nạn này. Cậu Hoàng này, đúng là hôm đấy tôi cũng có nói với cậu những lời khó nghe thật. Nhưng mà vì cậu bị... Tôi không muốn con gái tôi khi lấy cậu nó phải chịu thiệt thòi nên tôi mới thế. Yêu đương cái kiểu gì mà bắt anh ấy đeo khẩu trang lúc ngồi cạnh, không cho anh ấy mở miệng ra. Rõ ràng mục đích ngay từ đầu là moi tiền. Từ đầu tôi đã khuyên can cô rồi mà cô lại nói là tôi ghen ăn tức ở. Hóa ra... Anh Hoàng, xin lỗi. Đây là chuyện của hai người, thế nên em không tiện nói. Anh Hoàng, không phải như thế đâu. Em có thể giải thích, anh nghe em nói đi. Thật ra là do anh bị... Cậu Hoàng này, mong cậu giúp đỡ chúng tôi đi. Hãy tha thứ cho con bé. Tất cả là tại cái lỗi của bà già này hết. Mong cậu ấy rủ lòng từ bi, thương đến mẹ con tôi. Chính vì tôi thiếu tự tin trong cuộc sống như thế, hai người mới tự cho mình cái quyền lợi dụng tôi đúng không? Anh Hoàng, chúng ta có thể làm lại mà. Anh tha thứ cho em một lần đi. Không có đâu. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại được tự tin trong cuộc sống này. Tôi với cô đã kết thúc rồi, tôi không muốn quay lại với cô. Hai người mà không về ấy, tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy. Xin lỗi anh. Không có gì phải xin lỗi cả. Tôi phải cảm ơn Trang. Vì Trang đã mang đến cho tôi chai xịt thơm miệng Thảo Mộc 37, để tôi có thể tự tin và dứt khoát như vậy. Vâng, chỉ cần chúng ta tự tin trong cuộc sống thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc.